Thưa quý vị thân mến, xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng tôi sẽ gặp nhiều đội chơi mới rất là dễ thương. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay là một cặp chơi là hoàn toàn mới, và đây là một trong những cặp chơi chúng tôi chờ đợi một sự mới mẻ hơn, bởi vì họ đến từ những trường đại học danh tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Ông mày không biết sao, cho em hơi lo cho mấy bạn đó. Không, tại vì á, trên TV á, mình nghe á, thì có vẻ cũng nghe thế nó mình cũng dễ lắm, không có bị áp lực á. Nhưng mà một khi mình biết kiến thức cỡ nào, tự nhiên ngồi trên ghế á, là có những người là bị trắng bóc hết rồi. Cái đó là nhớ nghệ sĩ mình bị thôi. Trời, sinh viên bây giờ ghê lắm, chơi gì chơi còn kinh khủng chứ, nhanh như chớp nhầm nhò gì. Ồ, vậy luôn anh. Chứ sao. Thôi bây giờ vậy thì em sẽ xin giới thiệu đội đầu tiên. Đó là Khương Thịnh, Hùng Trí và Thảo Vi. Xin mời. Cho bạn gái đứng giữa nè, cho đẹp đội hình nào. Đó. Rồi, mà bạn gái giới thiệu trước nào. Dạ, xin chào tất cả mọi người, xin chào các anh chị. Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo Vi, đến từ trường Đại học Hoa Sen. Rồi, hai bạn trai. Em xin tự giới thiệu, em là Hương Thịnh. Em cũng đến từ Đại học Hoa Sen, em học ngành Marketing. Xin chào tất cả mọi người. Marketing. Xin chào mọi người, em là Lý Hùng Chí, em đến từ trường Đại học Hoa Sen. Dạ, ngành Marketing. Ba bạn chắc chung lớp hả? Dạ, chung dạ, lớp. Em chung lớp ạ. Là... chung lớp luôn. Là năm mấy rồi? Dạ, tụi dạ, con học năm nhất. Năm nhất à. Tụi con học năm nhất. Ủa mà tại sao các em lại là muốn thi chương trình Nhanh Như Chớp nhỉ? Dạ, lấy tiền đóng tiền học. À, lấy tiền. Cái tiền học phí. Học phí à. Là mình khoảng 18, 19 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Trời. Nhỏ. Nhỏ, nhỏ hơn nhiều. Dạ. Mặt mũi sáng láng quá. Thì thôi hát bạn nghe chơi được không? Dạ không. Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Trả lời liền luôn. Em không biết sao chứ các bạn rất là tốt cá tính nha anh. Bây giờ nè, ngoài cái chuyện mà học á, mình có tài lẻ gì không? Dạ, tài lẻ. Đáp bạn. Ca hát, nhảy múa rồi đó. Nghệ thuật có liên quan tới nghề á. Tụi con là thể thao không mà không biết nghệ thuật. Hôm nay con tới đây. Hôm nay con là với anh hoặc là với chị. Là hai đứa mình luôn đó. Rồi, tiếp nào. Hôm nay con và em tới đây. Con và em. Và có gửi có chuẩn bị một phần giới thiệu nhỏ bằng tiếng Hàn. Để coi đúng diễn tả không nha. Dạ 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 dạ. 안녕하세요. 저는 피입니다. 베트남 사람입니다. 만나서 반갑습니다. 오, được chứ bộ. Ê, được chứ bộ. Thế thì làm sao vào được chương trình này? Trả lời cho tôi nghe nào. Dạ là tụi con thấy có một cái chị kia đăng một cái bài poster trên Facebook. Tụi con cũng muốn đi lên chương trình này thi thử coi mình có trả lời được câu nào không. Rồi. Mà cái tự nhiên đậu. Chú đạo diễn nói con là mặt có tố chất điện ảnh. Mặt có tố chất điện ảnh. Dạ chỉ vậy thôi. À. Tại chú đạo diễn hồi đó đang cười. À. Mọi người có thể thấy. À. Có quan hệ gì dạ, không? Dạ không ạ. Không có luôn. Dạ. Mình đã từng xem chương trình này chưa? Dạ rồi. Đã từng trả lời được bao nhiêu câu chưa? Dạ cũng dạ được. Là ngày nào con cũng coi từ tập 20. Còn đây sao đậu? Dạ con nghĩ chắc con nhờ con duyên dáng hay sao. Duyên dáng hả? Duyên dáng. À đâu kể câu chuyện nghe mắc cười coi. Chết rồi. Chết chuyện nghe mắc cười rồi. Chết rồi. Mắc cười đó. Tự làm khó mình rồi. Không kể thì không kể câu chuyện hài, thì hát hoặc làm bài thơ cũng được. Hát hả? Thôi hát đi ha. Hát đi, hát đi bạn. Cho con hát chung với bạn. Thôi, tôi không biết hát. Cái gì cũng không. Mẹ không biết gì đó. Cái gì cũng không. Mới đẻ hôm qua không biết gì. Dạ. Cho con xin 5 giây hợp hợp đội. 5, 4, cho đến 3, 3, 3. Mình cùng hát, 2, mình cùng hát. 1, okay, okay. Vô. Rồi. Chào lên bà, châu đi mau giao. Cô đường châu thì châu hồng khóc nhẹ. Thôi, vô xuôi. Xin mời. Thiệt luôn á. Dễ thôi, dễ thôi. Đây nè. Dạ, dạ, dạ. Cái đường đó là đường đi về em ơi. Đường đi đây đi về rồi. Trời ơi là trời. Điềm đó. Cái điềm đó chưa thi mà bị về rồi. Dạ. Nè mấy đứa sợ quá. Mấy đứa rụt rè, mấy đứa nhút nhát. Coi ba bạn sắp xuất hiện nè. Đúng rồi. Banh sân khấu luôn. Dạ. Kính thưa quý vị, đội tiếp theo sẽ là Lâm Bảo Danh, Hoàng Gia Như và Lê Khanh. Xin mời. Đó, thấy chưa, tự tin quá trời không. Mời giới thiệu nào.
Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Lê Khanh. Em đang học ngành xét nghiệm y học tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ừ. Dạ, em tên là Lâm Bảo Danh, đến từ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Em là sinh viên năm 2, cũng là khoa xét nghiệm y học. Dạ, em tên là Hoàng Gia Như, em cũng đến từ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Em sinh viên năm 2 và học khoa xét nghiệm. Và đi học chung khoa. Dạ, dạ. Chung lớp. Chung lớp luôn. Chung lớp hết luôn. Xét nghiệm thì xét nghiệm gì vậy? Dạ, xét nghiệm thì nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều vi lắm. Vụ máu. Rồi tủy xương. Rồi chất thải của mình. Vậy là liên quan tới y học này nọ đúng không anh? Chứ không lẽ bên kinh tế? Tức là phục vụ cho phòng thí nghiệm hay là những cái bệnh viện cần xét nghiệm, những cái phòng xét nghiệm á hả? Dạ đúng rồi. Sau này mình làm trong đó hả? Dạ. Người ta thường nói làm cái đó khô khan lắm. Ba đứa chứng minh sao cho mình vẫn vui vẻ hòa đồng và đến với nghệ thuật một cách tràn đầy năng lượng nào? Đối với người khác nghĩ ngành y là một ngành khô khan, nhưng đối với em lại là khác. Khi chúng ta tiếp xúc với y là chúng ta tiếp xúc với những con người, những bệnh nhân, thì mình sẽ mang đến cho họ về sức khỏe nè, rồi mang họ đến cho họ niềm vui để cho họ cải thiện được cuộc sống. Đó là niềm vui của người học y. Trời ơi. Rồi có ca hát nhảy múa gì không? Tài năng lẻ có không? Dạ tài năng lẻ là em xin hát, nhưng mà em sẽ hát về hậu quản. Đừng hát cháu lên ba. Thường lắm. Em sẽ hát về một đoạn ngắn của về đội trước đoạn hậu quản Lương Sư Bá Chúc Anh Đài. Ai đóng vai Lương Sư Bá, ai đóng vai Chúc Anh Đài? Không, mình em. Mình em, chơi hết. Vô. Ba sinh đã lỡ dơ duyên tình về lứa đôi, trách qua cổng sau ông đành cách chia đôi mình. Câu tiểu trước kia theo làng khói bạc rồi. Anh đài ơi, mấy câu thề của nàng với anh nhớ hoài. Lương huynh hơi chớ quá ưu sầu, tình dơ vàng luyến tiếc chỉ duyên mình dơ tan rồi. Nhưng tình anh với em tin rằng dân một lòng. Lương hiền huynh chớ duyên tình còn lại những cây đắng nồng. Nếu không mến kỷ niệm mà chi, nếu không yêu trao ngọc chi vậy duyên tình. Bây giờ chúng ta nên nhớ, khi chúng ta bước lên đây rồi, chúng ta thi với nhau, đấu với trường kia cũng như trường mình đấu với trường kia, và toàn trường mình đang xem mình. Trời ơi, mình nghĩ là một cái game vui thôi, nhưng mà thực sự ra là cả trường theo dõi. Dạ, đó đúng rồi anh. Mai mốt về mà mình chiến thắng bước vô trường, ý, bữa thi nhanh như chớp nè. Ý, bữa trường vừa thua nè đó. Nha, nhớ nha. Nha, rồi mời vào vị trí B ạ. Vòng đầu tiên thì ai sẽ là người thi trước? Gặp nào ạ? Em. Ok. Rồi, bên đây là? Em. Rồi, xin mời. Giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp ổn định, gia đình, địa chỉ với nhau. Chào bạn, mình tên là Hùng Trí. Chào bạn, mình tên là Hoàng Gia Như. Mình đến từ trường Đại học Hoa Sen. Mình đến từ Đại học Hồng Bàng. Nhà mình đâu? Dạ, nhà em ở quận 8 nha. Đấy vậy, không nói chuyện gì. Nhà mình ở quận 8. Nhà mình ở Hóc Môn nha. Nhà tôi ở Phú Nhuận. Rồi. 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 Ai lên trước ạ? Rồi. Thôi, lady first. Thì đó, người ta first là muốn mình lên đó. Trí hả? Dạ. Trí nhà quận 8 hả? Dạ dạ. Ở đường nào Trí? Dạ, ở đường Bùi Minh Trực. Thì Trí ơi. Dạ. Hôm nay là chắc chắn ba má mình sẽ ngồi coi mình à. Dạ. Đúng không? Thì con trai đẹp trai ha, giống ba hay giống mẹ? Giống mẹ. Giống mẹ, vậy là mẹ đẹp gái lắm luôn á. Dạ đúng rồi. Ba không đẹp hả? Dạ ba cũng được. Ba cũng được thôi hả? Con trai nói ba cũng được thôi. Con trai thương mẹ mà mọi người đúng không ạ? Hồi đó mình đi học tới giờ có bao giờ được học giỏi hay gì không? Có, con học giỏi từ lớp 1 tới lớp 6. Rồi rồi rồi. Vậy thì hồi trước giờ đã có chơi chương trình gì lên truyền hình chưa? Dạ đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn. Vâng. Mở hàng luôn. Dạ. Mặt đẹp trai có duyên ha. Có bạn gái chưa? Dạ ở đây không tiện nói chú ạ. Không tiện nói. À thôi. Thôi em giấu cho riêng em biết. Hồi đó giờ mình có đi thi cái gì, có huy chương chưa? Dạ chưa luôn. Nói chung là mình mới ra đời ngày hôm qua đúng không? Dạ đúng rồi. Bộ câu hỏi đầu tiên có địa lý nha. Dạ dạ.
Mà câu cuối cùng á, không biết mình tới nổi câu cuối không. Chú hỏi câu đó đầu cũng được. À vậy hả? Dạ. Muốn hỏi câu đó đầu hả, chơi không? Còn không biết nữa, thì chú hỏi thử. Hỏi thử hả? Thôi chú hỏi câu nào dễ chứ đi. Dễ chứ nha. Dạ. Thưa quý vị, 2 phút bắt đầu. Hùng Trí thân mến, câu đầu tiên rất dễ. Cái gì khi đi lè lưỡi về cũng lè lưỡi? Cái gì khi đi lè lưỡi về cũng lè lưỡi? Nông dân. Biết rồi. Đó, hãy trợ giúp không? Nông dân. À, cái cuốc. Cái cuốc. À, khoan, con chưa chốt nha. À, cái gì ta? Cái liềm. Cái liềm. Cái lưỡi liềm. Thực ra thưa quý vị là cái cuốc nó đều có cái lưỡi. Dạ. Yeah. Nhưng mà để mà người ta ví von về nghề nông của mình á, người ta nói lè lưỡi là cái cày á. Mọi người biết cái cày không? Nó có một cái lưỡi là thì đi bắt đầu đi cày á, cày tới hoặc cày lui thì cái lưỡi nó vẫn lè ra để xới đất á. Mình phân tích vậy, cái lưỡi cái liềm thôi cũng được đi. Lên. Bắt tay chú cái. À bắt tay hả? Dạ. Yeah. Câu thứ hai, mặt gì có thể rao bán? Dạ. Yeah. Mặt gì có thể rao bán? Mặt hàng. Lên. Hoa gì được xem là đại diện cho sự tuyệt vọng? Hoa gì đại diện cho sự tuyệt vọng hả? Hoa. Nếu nghe nhạc nhiều thì biết. Hoa gì ta? Hoa. Hoa li li. Hoa li li không chính xác. Đáp án chúng tôi sẽ công bố sau. Ami, biết Ami không? Dạ không. Ca sĩ Ami á. À dạ biết. Có đủ đâu chú hỏi hoa Ami, con mới nghe cái loại hoa lạ. Anh nhà ở đâu thế? Ami thích được Carrot gọi bằng gì? Gọi là em bé. Tại sao? Tại vì đó là nằm trong bài hát gọi em là em bé. Gọi gì nữa? À, dẫu 40, 60, anh vẫn luôn chung tình. Lên. Kẹp hai từ ghép có nghĩa với từ gia, nhưng gia không có nghĩa là nhà. Gia nhưng không có nghĩa là nhạc hả chú? Thế này đi, thế này đã đi, để nó rớt xuống qua câu khác. Ờ, gia đình với lại gia nhân. Không chính xác. Bình tĩnh không sao hết. Gia công, gia tốc, gia hạn, rất là nhiều à. Gia. Kể hai từ ghép với từ nha, nhưng nha không có nghĩa là răng. À, mạch nha. Một. Dạ, nha đam. Ừ, lên. Đây là câu đối chữ. Vi là cô tên Vi. Thích đi đây đó gọi là gì? Vì là cô tên Vi, thích đi đây đó gọi là vì, vậy là gì? Vi du lịch. Không chính xác. Trả lời tự tin gì đâu. Vi du lịch. Vi vu. Đáp án là vi hành. À, vi hành. Vi học toán rất giỏi gọi là gì? Vi học toán rất giỏi gọi là gì? Vi thông minh. Vi thông minh. Thông minh quá, vi thông minh. Vi thông minh chứ Trí hơi kỳ nha Trí nha. À, để con không chính xác rồi. Ai biết? Vi tính. Vi tính. Đúng rồi. À, vì không tuân thủ luật lệ gọi là gì? Vì vi phạm. Lên. Đây là câu hỏi về địa lý. Dạ. Sở trường của mình, tỉnh nào của nước ta có vùng bảy núi? Tỉnh nào của nước ta có vùng bảy núi? Quá dễ. Tôi biết. Bây giờ bắt đầu hỗ trợ cho bún cá. Tỉnh Ninh Thuận. Hả? Ninh Thuận. Không chính xác. Ôi. Ai biết? Tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang. Rồi, hai đáp án liên tiếp, chúc mừng Trí. Bạn gái nãy đấu với mình tên gì? Dạ, tên Như. Sao nhớ tên ta dữ vậy? Chúng ta trở lại với Hoàng và Như. Như là học năm 2 đúng không Như? Dạ. Thì lớn hơn bạn, bạn học năm nhất à? Dạ. Thì đó, nói kết quả mình mới đạt được đi. Mình đạt được 5 câu. Em chứ sao mình? Em đạt được 5 câu anh chị. Chị thấy sao? Chị thấy sao? Chị sẽ cố gắng. Dạ, cố gắng. Giải lớp 1. Động viên chị bằng cách nào? Đứng ở số 0 thôi nha. Động viên á, nắm tay hay là bắt tay hay là cố lên chị ơi hay gì? Cố lên chị ơi. Thôi đi về đi ông ơi, mệt lắm quá. Rồi, mời Như. Sau khi em biết là bạn đó trả lời mấy câu thì bây giờ cảm xúc của em như thế nào? Em đã đỡ hồi hộp rất nhiều. Đỡ hồi hộp, ok. Giờ sẵn sàng chưa nào? Dạ. Kính thưa quý vị, Hoàng Gia Như đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu.
Cái gì khi đi lè lưỡi, về cũng lè lưỡi? Cái lưỡi cày. Trời ơi, xuất sắc luôn. Toan rồi. Thấy người ta chưa? Rồi, mặt gì có thể rao bán? Mặt gì có thể rao bán? Mặt hàng. Thấy người ta chưa? Ủa bằng rồi hả? Thấy chị chưa? Hai câu chị bằng luôn đó. Ủa bằng luôn hả? Hai câu chị bằng. Ủa, rồi. Mới chơi thôi mà. Mới chơi đó. Mới chơi thôi mà. Cái này chất quốc. Ác dễ sợ. Bà thiếu ác quá. Hoa gì được xem là đại diện cho sự tuyệt vọng? Em nghĩ hoa hồng đen. Không chính xác. Đáp án là hoa bỉ ngạn. Chứ thật ra chị, cái này chị cũng lần đầu tiên chị nghe nữa. Em biết hoa này không? Dạ biết, em có nghe bài hát nhưng mà không có nghĩ tới. Ồ thiệt, chị cũng không biết cái này luôn á. Rồi, cái này thì em chị nghĩ là em biết. Ami thích được Karik gọi bằng gì? Ami. Em bé. Yeah. Chính xác. Kể hai từ ghép có nghĩa với từ gia, nhưng gia không có nghĩa là nhà, là giờ á. Gia tộc. Gia sư. Gia sư là không chính xác rồi. Gia sư là giáo viên dạy tại nhà, sao không liên quan em? Không chính xác rồi. Đáp án là gia công, gia tóc, gia hạn. Kể hai từ ghép có nghĩa với từ nha, nhưng nha không có nghĩa là răng. Nhà đàm. Nhà đàm, nha đầu. Nhà đàm, nha đầu là chính xác rồi. Nha đầu ở trong cái vũ trang á, nó hay gọi là cái nhà đầu á. Đây là đố chữ. Vi thích đi đây đi đó gọi là gì? Vi vu. Vi vu. Không chính xác. Đáp án là vi hành. Rồi, lại là đố chữ nha. Vi học toán rất giỏi gọi là gì? Vi học toán rất giỏi. Vi tính. Chính xác. Vi không tuân thủ luật lệ gọi là gì? Vi phạm. Chính xác. Tỉnh nào của nước ta có vùng bảy núi? Tỉnh nào có nước ta có vùng bảy núi? Tỉnh gì? Rồi hết giờ. Đáp án là An Giang. Kính thưa quý vị, như vậy là Hoàng Gia Như đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Như vậy là lượt đầu tiên thưa quý vị là không ai chiến thắng, đang huề nhau. Rồi, dạ, là 1-1. Vậy thì ai sẽ là người tiếp theo đại diện cho đội mình? Thành đi. Bé gái đứng đây, đó. Ai lên trước ạ? Dạ, con cho. Thôi, ông lên rồi, để tôi lên chứ. Để sống được tôi dạ. Quả tôi xì đi. 3, 2, 1. Rồi, thắng lên. Lâm Bảo Danh thân mến. Vâng. Quê mình đâu? Dạ, An Giang. À, hàng chi biết câu nãy. Rồi, 2 phút dành cho Lâm Bảo Danh. Đá gì trong trắng nhất? Đá lông mi. Đá. Không chính xác. Ai biết ạ? À? Đá tinh khiết. Đá tinh khiết kìa. Đá gì có gió và có nước? Đố chữ. Đá cuội. Đá cuội là đá nói dối, không chính xác. Ai biết? Đá gì có gió và nước? Đá không thể. Dạ đúng rồi, khán giả biết. Cổ con người dài nhất là khi nào? Đố vui thôi. Ủa cái này dễ mà, chứ quê hay nói mà. Dễ nhất khi cãi lộn. Khi cãi lộn. Cãi gống cổ đó. Không có. Không chính xác. Ai biết ạ? Khi đợi chờ. Đợi chờ, đúng rồi. Cho mình đợi gì? Dài cổ. Dài cổ. Mày làm gì mà cho tao đợi dài cổ vậy mày? Tao đợi quá lâu. Người ta ví von là đợi dài cổ. Nên câu đố vui là khi nào con người dài cổ nhất là khi mình chờ đợi người ấy đó quá lâu. Vâng. Tôm luộc mãi không chín gọi là gì? Đố chữ. Tôm chấm màu gì? Màu xanh. Đó, tôm gì lục mãi không chín? Tôm càng xanh. Lên. Nó rất đơn giản, đừng nghĩ xa xôi dịu vời phương trời ly biệt gì cả. Đơn giản.
tỉnh nào ở nước ta có tới 4 thành phố? A là Đồng Nai, B là Quảng Ninh và C là Thanh Hóa. Chọn. A là Đồng Nai, B là Quảng Ninh và C là Thanh Hóa. Dạ B. Lên. Bàn gì thích đánh, thích gõ? Bàn cờ. Không, chính xác. Bàn cờ chỉ có đánh chứ gõ có gì. Bàn nào thích đánh thích gõ? Bàn phím. Đúng rồi. Giận sửa gì làm công vạn vật? Mỗi ngày các bạn đều làm đó, nhất là mấy bạn nữ nè. Nhiều lắm anh ơi, em cũng hằng ngày luôn á. Em luôn á hả? Dạ. Ờ, em ảo dữ vậy. Dạ vậy lắm anh, trời ơi. Phải vậy chứ. Đó là sửa thói quen. Không, chính xác. 2, 3. Sửa ảnh. Sửa ảnh. Ly nào nổi tiếng toàn cầu? Nếu không biết thì chắc không biết đâu. Thiệt rồi. Blackpink biết không? Dạ. Blackpink. Không. Rồi. Trả lời đại đi, trả lời đại đi. Ly nào nổi tiếng toàn cầu? Lee Min Ho. Lee Min Ho. Thực ra Lee Min Ho là rất nổi tiếng. Và đáp án của chương trình là Lisa là rất nổi tiếng. Nhưng mà Lee Min Ho chưa có một giải thưởng nào mang tính toàn cầu như là nhóm Blackpink của Lisa. Đúng chưa? Nên đáp án là không chính xác. Chứ Lisa không? Không. Lisa là một thành viên trong 4 thành viên của nhóm Blackpink. Bi nào thích mưa? Coi phim chưa? Nhảy á? Nhảy đẹp lắm. Bi gì? Biren. Lên. Biren. Tôi làm tới vậy luôn á, không biết. Đà Lạt có chấm chấm chấm, có hồ than thở, người đi sao đành. Địa danh còn lại là gì? Đà Lạt có chấm chấm chấm, có hồ than thở, người đi sao đành. Có dòng sông Hương. Đà Lạt có dòng sông Hương, có hồ than thở, người đi sao đành. Ê, ê, Đà Lạt. Rồi, Đà Lạt làm gì có sông trời ơi. Anh Quang Linh ơi cứu em. Anh Quang Linh là cái bên dòng sông Hương đó. Anh Quang Linh chắc ở gần chợ Đà Lạt. Đà Lạt nào mà có dòng sông Hương? Là ông Hồ Tiền Lâm. Hả? Không phải à? Hồ Xuân Hương. Trời ơi, Hồ Xuân Hương. Rồi, bây giờ từ từ đứng đi. Đứng đi. Đà Lạt có thác Cam Ly, có hồ than thở, người đi sao đành. Ở Đà Lạt không có dòng sông Hương. Thấy không? Có chị Vân Khánh, có anh Quang Linh. Thấy không? Là anh Quang Linh đó. Hiểu chưa? Rồi, về chỗ nè. Hai đáp án liên tiếp chính xác. Bé nó hai đáp án liên tiếp. Tôi nhồi máu cơ tim 3 lần liên tiếp. Quá mệt mỏi. Thịnh ơi, Thịnh ơi. Hả? Sao? Thịnh ơi, cố lên. Kêu tên Thịnh lớn lên nè. Thịnh ơi. Gì Thịnh? Hương Thịnh. Đầy đủ tên luôn. Không biết. Trời ơi, sao hôm nay bạn trong lớp chỉ có biết Nguyễn, tên vậy Nguyễn thôi. Hương Thịnh. Hả? Nguyễn Hương Thịnh. Hương hả? Nguyễn Hương Hưng Thịnh. Hương. Rồi Thịnh ơi, quay trở lại nào, vỗ tay cho Thịnh. Chưa biết là Hương hay là Hưng. Mình có chơi thân với tí không? Dạ cũng... Cũng nhiều đúng không? Dạ. À, thì hai đứa cũng giao lưu học hỏi nhiều đúng không? Dạ. Tên mình đầy đủ là gì? Dạ Nguyễn Hương Thịnh. Con mới làm quen. Mới làm quen mà giáp nước cãi tới đâu với người ta. Bây giờ vậy, anh Bảy Sông Hương á, ảnh mang về hai đáp án. Tôi hai đáp án, cố gắng sống nè. Tôi thấy không ổn rồi. Ừ, lên. Kính thưa quý vị, Hương Thịnh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đá gì trong trắng nhất? Đá lạnh. Hả? Đá lạnh. Không chính xác. Cái này là đáp án là đá tinh khiết. Giờ em hiểu được tinh thần của cái chương trình chưa? Dạ em hiểu rồi. Giờ hiểu rồi ha. Rồi tiếp theo nha. Lại là đố chữ. Đá gì có gió và có nước? Dạ, vừa có gió vừa có nước. Không, đã đối chữ mà. Là chị hỏi là đá gì đấy? Đá phong thủy. Chính xác. Vì sao? Khoan. Vì sao? Dạ thì phong là gió, thủy là nước. Ờ, đó. Yeah. Đây là đố vui. Cổ con người dài nhất là khi nào? Khi nào hả? Ờ, em nghĩ là khi nào cổ em sẽ dài nhất? Khi em ngước lên vậy. Đúng vui đúng không? Rất vui lắm, mặc dù nó không chính xác thôi. Đáp án là khi chờ đợi. À dạ, dạ cháu hiểu rồi. Sao sao? Dạ đợi chờ dài cổ. Đúng rồi.
Và câu hỏi tiếp theo lại là đố chữ. Tôm luộc mãi không chín gọi là gì? Luộc không chín. Tôm luộc là nó mãi không chín. Tôm tôm sống mà. Dạ dạ, tôm giả, tôm giả mình luộc đâu có chín đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Còn một đáp án khác là tôm càng xanh. Tỉnh nào ở nước ta có tới 4 thành phố? A là Đồng Nai, B Quảng Ninh, C là Thanh Hóa. Dạ, Thanh Hóa. Thanh Hóa. Tại sao Thanh Hóa? Dạ thì em nhớ là mình có đọc cái kiến thức này ở đâu rồi á. Ồ, ở đâu vậy? Đâu vậy? Hay như hay quá. Hay như chương trình này có luôn á. Thanh Hóa có 4 thành phố nào? Dạ, con không biết nhưng mà con nhớ con đọc ở đâu rồi á. Đáp án của em là không chính xác. Đúng rồi, đáp án là Quảng Ninh. Câu hỏi tiếp theo, đây là đố chữ. Dạ. Bàn gì thích đánh thích gõ? Bàn gì thích đánh thích gõ? Dạ, bàn phím. Ú, đáp án là bàn phím đó. Chính xác. Em ơi, có căng thẳng chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Căng thẳng cái gì? Fighting, fighting. Fighting nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sữa gì làm công vạn vật? Làm công và làm công vạn vật. Đúng rồi, cái này là chị cũng ngày nào cũng làm. Cái này sữa ảnh. Chính xác. Yeah. Bằng rồi hả? Bằng rồi. Một câu thôi là mình thắng. Câu thôi Hạnh ơi. Ly nào nổi tiếng toàn cầu? Dạ, yeah, Lee Min Ho. Lee Min Ho. Oh, oh my god. Bạn. Bạn. Đúng rồi. Giống nhau quá vậy? Không. Không phải hả? Và đáp án là không chính xác. Đáp án là Lisa. Lisa. Em có biết Lisa không? Blackpink. Ờ, nhóm Blackpink á. Ờ, rồi câu hỏi tiếp theo. Bi nào thích mưa? Bi nào thích mưa? Đúng rồi. Bi nào thích mưa? Anh Giang kìa, anh Giang kìa. Đau tim. Vậy gì vậy? Bi nào thích mưa? Yeah. Bỏ qua đi Hịnh, bỏ qua đi Hịnh. Dạ, bi thảm đi. Bi thảm, bi thảm. Dạ, đáp án là bi thảm. Cho chú ngồi biết chú mệt quá mấy đứa ơi. Đáp án không chính xác nha, đáp án là bi rain. Bi rain hả? Em có biết bi rain không? Dạ có. Kiến thức cái gì? Như vậy là Hương Thịnh đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Huê nữa rồi. Lại Huê. Huê luôn. Rồi, mới 2 lượt và lại Huê. Mình còn 2 lượt nữa đúng không ạ? Rồi, bây giờ là lượt cuối cùng. Cô lên. 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 Ai lên trước ạ? Nhường chị trước. Đồng ý không ạ? Dạ. Mời. Khanh thân mến, từ hồi nãy tới giờ á, mình thấy với bạn Thi, mình cũng hiểu rồi. Dạ. Cái không khí tại điện quay mình phải bùng cháy là trả lời thoải mái. Cái mình chưa có đáp án chính xác mình nói là em cho em liệt kê nè, em nghĩ là vậy vậy nhưng mà em chưa chọn nha. Dạng vậy nha. Dạ em sẽ cố gắng. Rồi 2 phút bắt đầu. Câu đầu tiên, tờ gì biết rap? Tờ Linh. Linh. Hãy cho biết cổng chính của Thảo Cầm Viên, Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đường nào? Trả lời đại mình đã không biết. Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng không chính xác. Hãy biết ạ. À? Nguyễn Minh Khiêm. Câu số 3. Khi nào chúng ta giận tím người? Đố vui nha, đố vui á. Đố vui. Khi chúng ta tức giận. Không chính xác. Không có giận tím người được, người không thể đổi màu sắc. Đúng không? Dạ đúng rồi. Tình yêu nào tuyệt chủng? Tên bài hát. Tình nhà phai. Tình nhà phai không chính xác. Đó là tình gì? Đúng rồi, thì khủng long tuyệt chủng rồi. Tên thật của nữ ca sĩ Ami là gì? Ami không phải. Chọn đi, không biết chắc chọn đại đi. Nguyễn Thanh My. Không chính xác. Trần Huyền My. Trần Huyền My. Sao biết hay vậy? Fan đại. Fan. Ai chà. Trần Huyền My là đáp án chính xác. MV của ca sĩ nào đang giữ kỷ lục thế giới về nhiều lượt xem nhất trong 24 giờ đầu tiên phát hành? Dạ Sơn Tùng MTV. Bà trả lời là Sơn Tùng MTV là đáp không chính xác. Ai biết?
Black Pink đó, cái gì, cái bài đó tên gì? Đúng rồi, bài đó là gì? MV gì? MV... Của ai? Của Black Pink. Không, chính xác. Black Pink nhưng mà thành viên đây. Bạn trai, Trí. Không biết. Ai biết? Rose. Của Rose. Hãy kể tên ba bảo tàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Một. Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Hai. Bảo tàng Mỹ thuật. Bảo tàng Mỹ thuật, chính xác. Câu tiếp theo, kể tên bốn con đường là bốn mặt của chợ Bến Thành. Người thành phố Hồ Chí Minh không thể không biết. Cửa Đông Tây Nam Bắc. Võ Thị Sáu. Không, chính xác từ đầu tiên. Đường Võ Thị Sáu không đi ngang qua chợ Bến Thành, cô gái ạ. À. Em ít đi chợ Bến Thành. Hai Bà Trưng. Không, chính xác, thôi xuống đi. Hai Bà Trưng chỉ qua đi qua chợ Tân Định thôi, không có chợ Bến Thành đâu đây. Câu này dễ thương. Mai gì nhiều mỡ? Dạ, ma. Mai. Mai gì nhiều mỡ? Nhiều mỡ. Mai Mai gì nhiều mỡ ạ? À? Mai người phim không biết gì đâu ạ. À. Ai biết giơ tay ạ? À? Mai gì nhiều mỡ? Mai quê lộ. Mai quê lộ. Rồi thôi. Có một đáp án thôi. Thảo Vy đâu rồi? Dạ, bạn Vy ở ngoài. Thảo Vy tên thật là gì? Nguyễn Thị Thảo Vy. Con nghĩ là gì? Tụi con mới quen, chỉ biết tên là Thảo Vy thôi. Chứ không học trong lớp hả? Dạ có, nhưng mà cái lớp nó dài nè. Mà bạn nói trên đó, tụi con ở dưới đây. Thảo Vy. Cuối cùng tên Thảo Vy là gì? Dạ, Nguyễn Thị Thảo Vy. Nguyễn Thị Thảo Vy, xin mời sự trở lại của Nguyễn Thị Thảo Vy. Tên đầy đủ là gì Vy? Dạ, Nguyễn Ngọc Thảo Vy ạ. Tên cha mẹ ta đặt là Nguyễn Ngọc. Đẹp quá trời đẹp, ổng đưa vô Nguyễn Thị luôn. Thiệt luôn. Rồi, bây giờ bạn ấy chỉ có một đáp án thôi. Mình trả lời hai là đơn giản không? Mời. Vy ơi, em có hồi hộp không? Dạ, cũng có một chút. Cũng có một chút. Dạ. Bình thường ở trong trường á, là em có chơi thân với hai bạn kia không? Dạ không chị, dạ không chị. Em tuy học chung lớp nhưng mà em ngồi đầu, ngồi cuối. À, cho nên chỉ có biết mặt với tên thôi chứ không có thân đúng không? Dạ biết mặt chứ không biết tên. À, biết mặt thôi không có thân. Tên luôn. À, là chỉ là hai bạn kia thân với nhau thôi. Cho nên người ta là Nguyễn Ngọc Thảo Vy và ổng đưa vô Nguyễn Thị luôn đó. À, thì ra là vậy. Thảo Vy đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Tờ gì biết rap? Tờ Linh. Chính xác. Ôi trời ơi. Câu này để dừng gia đọc. Hãy cho biết cổng chính Thảo Cầm Viên, thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đường nào. Cho con hai đường để lựa chọn nè. Dạ. Nãy chơi đẹp con luôn. Võ Thị Sáu và Hai Bà Trưng. Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng. Chọn một đường là chính xác. Đâu có đường nào đâu chú. Ồ vậy thì biết rồi nè. Vậy rồi, thì trả lời đi. Đáp án của em. Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chính xác. Wow. Mắc cỡ quá. Và đây là đố vui. Khi nào chúng ta giận tím người? Đó là sinh lý cơ thể. Khi chúng ta giận thì nó không có đổi màu. À không đổi màu, chính xác. Tình yêu nào tuyệt chủng? Tên bài hát. Tình yêu. Bài hát nào? Tuyệt chủng hả? Tuyệt chủng thì có con. Tuyệt chủng thì có tuyệt cái gì? Tuyệt chủng có con gì ta? Trời ơi. Tên bài hát mà. Con khủng long. Tình yêu khủng long. Chính xác. Chính xác. Hay quá à. Tuyệt luôn, hay quá à. Tên thật của nữ ca sĩ Ami là gì? Cái tên thôi, Nhi phải không chị? Nhi. Không, chính xác. Không chính xác rồi. Đáp án là Trần Huyền My. MV của ca sĩ nào đang giữ kỷ lục thế giới nhiều lượt xem nhất trong 24 giờ đầu tiên phát hành? Rose. Rose, bài hát là Underground. Yeah, chính xác. Đúng rồi. Và đây, hãy kể tên ba bảo tàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng thành phố. Phải có chữ bảo tàng hả chị? Đúng rồi. Trời ơi, ba bảo tàng, không có bảo tàng thì là cái gì? Đúng rồi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Bảo tàng gì đây? Bảo tàng gì độc lập? Bảo tàng gì độc lập? Bảo tàng gì độc lập? Là bảo tàng gì? Không chính xác. Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng chứng tích
chiến tranh, bảo tàng Tôn Đức Thắng vân vân rất nhiều. Kể tên bốn con đường là bốn mặt của chợ Bến Thành. Em có nhớ đường không? Em chỉ nhớ cổng thôi. Đường Võ Thị Sáu. Em biết là không có đâu. Rồi, còn chính xác. Đáp án là Phan Bội Châu, Lê Thánh Tôn, Phan Chu Trinh, Công Trường, Quách Thị Trang. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Mai gì nhiều mỡ? Mai gì nhiều mỡ? Ừ, hồi xưa thì Tết mới có, còn giờ thì bây giờ lúc nào cũng có hết á. Mai... cái gì đó, cái gì mà... mai gì nhiều mỡ? Ăn với xôi mặn. Cái gì mà một nắng hai nắng đó? Xôi mặn của trà bông á. Hết giờ. Đáp án là mai quế lộn. Lạp xưởng mai quế lộn. Mai quế lộn. Kính thưa quý vị, như vậy là Thảo Vi đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Tại là đội chúng ta đang dẫn trước. Nếu bây giờ mình lên, mình thắng đội họ là huề, chúng ta tìm câu hỏi phụ. Còn nếu mình huề với đội họ là mình coi như thua. Huề là đã thua đó nha. Tại vì họ ta đang dẫn trước mà. Ai và không phải là hai người vừa rồi? Tôi, đây tôi. Nhờ đi, nhờ đi. Trí đi. Nhờ đi, nhờ đi. Nhờ đi. Cố lên nha. Lại gặp nhau à? Dạ. Ai lên trước? Ai lên trước? Bạn... làm quen nữa đi. Ừ. Thôi là... hả? Dạ. Ở nhà ở đâu thế? Ở nhà ở quận 8. Hỏi em nhà ở đâu thế? Dạ thôi. Hỏi đi. Chị mà. Ở chị nhà ở đâu thế? Chị nhà ở đâu thế? Chị nhà ở Hóc Môn. Dạ. Hóc Môn. Lên trước nha. Rồi hỏi gì nữa không? Dạ không. À vậy thôi hả? Dạ không biết hỏi gì hết. Run quá. Rung, ông mà rung. Dạ, rung quá. Ai lên trước ạ? À? Nãy em, giờ tới chị đi. Người đàn em lên trước. Mà. Dạ rồi. Harry. Ủa, à, anh chứ. Để tạo sự công bằng, hồi nãy Harry đọc rồi. Giờ tới lượt tôi, 2 phút dành cho Gia Như bắt đầu. Ai là người đi taxi mà không trả tiền? Đơn giản thôi. Anh Trường Giang. Anh Trường Giang. Ông tiếp theo. Tài xế. Ông tài xế taxi. Tài xế taxi. Ông tài xế. Có thêm tài taxi nào tự trả tiền khi mình chở đi khách đi không? Dạ không. Ừ, đó. Có hai người cha và hai người con. Hiểu chưa? Dạ. Chia đều 15 trái táo. Mỗi người được mấy trái? Chia đều 15 trái táo. Đại mình hết giờ chị. Thêm trái nữa không? Để chia cho dễ nè. Nếu không biết bỏ qua. Không biết bỏ qua đi. 7 trái. Không chính xác. Mấy trái? Dạ 5 trái. Vì sao? Dạ là hai người cha là kiểu như là ông nội và ba. Hai người con là con với lại ba. Đúng rồi. Chính xác. Đây là câu đố chữ về tiếng Anh luôn. Cô gái đi ăn bún riêu gặp ai rồi yêu ngay? Như Nguyệt. Hả? Không nghe. Như Nguyệt. Như Nguyệt. Như Nguyệt ai hả? Trả lời đại. Trả lời đại. Ôi. Ai? Ai biết ạ? À? Real Love. Real Love chính xác. Sao biết vậy? Dạ nghe tiếng Anh, nghe tình yêu. Ôi sao hay vậy ta? Thả thêm thì biết nè. Real Love là gì? Dạ là tình yêu thật. Ai? Đúng dạ, là đấy. Như Nguyệt. Vì sao cô gái khi khóc không bị nhòa đi mascara? Này dễ quá à. Này dễ nha. Vì sao cô gái khi khóc không nhòa đi mascara? Cái đại mà hết giờ hả chị? Cái đại, đại hết chị giờ ơi. Có một cái tên đại nữa nè. Có một cái tên gì đó đại nữa nè. Trả lời đại đi. Đại nước mắt nó tự chảy xuống. Nước mắt nó tự chảy xuống. Ủa? Đúng cái gì vậy? Không chính xác. Người ta hỏi là tại sao khi khóc, cô gái khi khóc không bị chảy nhòa mascara, bà nói tại nước mắt chảy xuống. Tại không chẹ kẽ mascara. Ừ, sao nãy không nói? Giờ cũng mới nghĩ ra. Khi yêu, các cô gái thường muốn chàng trai dẫn đi ăn món gì? Dẫn đi ăn món gì cũng được. Lên.
Muốn ăn gì ăn chứ. Đối chữ cho vui nè ha. Trân đi mua hoa giả gọi là gì? Giả Trân. Lên. Ca sĩ nào nhỏ nhất Việt Nam? Đối chữ luôn đó. Nhỏ nhất, ca sĩ nhỏ nhất. Quá dễ luôn. Lên. Trong bài hát Đom Đóm của Jack có bao nhiêu từ đom đóm xuất hiện trong lời bài hát? Hát đi, hát đi, hát đi, hát đi. Quan trọng là có thuộc hay không nữa. Đâu thuộc. Nhiều lắm á chị, nhiều lắm á. Chịu đếm kỹ nha. Dạ. Không có. Hả? Từ từ. Bao nhiêu? Gần đúng rồi đó, gần đúng rồi đó. Không được nhắc nha mọi người. Bao nhiêu? Dạ. Không có. Ai nhắc? Danh nhắc hả? Con có quyền trả lời không có. Nhưng bạn ấy nhắc. Dù có không dùng cái sự nhắc đó, nhưng mà bạn ấy tự phá đội mình. Rớt suốt. Tức là đôi khi mình nhắc á, mình nhắc đúng cũng không được, mà nhắc sai cũng được. Đã nhắc là sẽ bị không công nhận đáp án ha. Trong bài hát Con Chim Vành Khuyên, Chim Vành Khuyên hỏi chim Họa Mi điều gì? Ví dụ chim Vành Khuyên hỏi, gặp chim Họa Mi: Ê Mi, Mi đâu Mi? Hay là Mi ăn cơm chưa? Hỏi gì vậy? Không có hỏi. Không có hỏi. Lên. Em có chim Họa Mi trong đó này, không có hỏi không được. Vì sao chàng trai lùi bước về sau để thấy cô gái rõ hơn? Như vậy là Gia Như mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Rồi, mời Lý Hồng Ký trở lại nào. Vượt qua số 3, đợi mình vào vòng đặc biệt. Dạ rồi. Đơn giản thôi nha Giấy, đừng có sâu xa quá. Đơn giản thôi nha. Ở nhà tên gì? Dạ, ở nhà tên Trí. Bé Trí. Ở nhà mẹ thêm chữ bé vô. Bé lên đi bé. Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ Hùng Trí đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Ai là người đi taxi mà không trả tiền? Đi taxi hả? Mà không trả tiền. Dạ là bác tài xế. Chính xác. Em nói là em rất là dở về môn toán đúng không? Dạ. Chúc mừng em. Nhưng mà hồi đó thì... Ủa, đang có đang hỏi không? Có đang tính giờ không? Không, không, chưa, không tính giờ, giao luôn tính giờ. Hồi đó là em có học toán que đồ, em vẫn biết điểm số. À vậy hả? Điểm từ 1 tới 10 á. Điểm từ 1 tới 10 á. Ok. Rồi, có hai người cha và hai người con chia đều 15 trái táo. Hỏi mỗi người được mấy trái? Hai người cha. Hai người cha và hai người con. Có cần xin thêm trái để chia cho dễ không? Thôi. Hai người cha và hai người con. Đúng rồi. 15 trái. Mỗi người được mấy trái? Dạ mỗi người được 5 trái. Chứ tại sao? Tại vì hai người cha là ba với ông nội, con là hai người con là mỗi người lấy 5 trái thôi. Yes. Hai người lấy 5 trái thôi. Và em nói là em giỏi về câu thả thính đúng không? Dạ dạ dạ. Cô gái đi ăn bún riêu gặp ai rồi yêu ngay? Gặp ai rồi yêu ngay hả? Đố chữ và tiếng Anh. Gặp ai là yêu ngay? Thì cái chữ đó là gì? Có liên quan đến tiếng Anh. Real là real love. Yes. Chính xác. Bây giờ là tám rồi nè. Quận 8 thôi. Cái gì? Ai vậy? Ai vậy? Quận 8. Quận 8 tự hào vì con. À, đã tự hào vì con. Chứ trường con đang buồn con á. À. Số mấy thì ta? À, Huê là thắng rồi. Huê là thắng rồi. Ôi. Bây giờ để chúng ta đang dẫn trước. Đúng rồi. Và đây là lượt cuối cùng. Và Huê thì lượt này mình Huê thì lượt trước mình vẫn còn đang dẫn trước. Nên hiện dạ. tại mình đã bước vào vòng đặc biệt. Chúc mừng yeah. em. Có 10 chí ơi. Bây giờ cho chị hỏi nha. Anh em Hoa Sen đừng có buồn tôi nữa nha. Nè Chí ơi, Chí. Anh em dạ. MC buồn em lắm. Em có biết make up không? Dạ không, nhưng mà em có hay đi mua đồ make up. Vậy hả? Hả? Để làm gì? Cho bạn em. Cho bạn em. Bạn dạ. em nào? Bạn nào thì không biết. Bạn nào thì không biết là sao? Em biết. À, ừ. à có. Khoan. Khai thác. Gì vậy? Có bạn gái rồi hả? Dạ có rồi. Nhỏ tên gì? Dạ Trân. Trân ơi Trân. Trân. Đây câu hỏi.
Vì sao cô gái khi khóc không bị nhòa đi mascara? Dạ, em giải thích cho chị nghe được không? Được. Dạ thì tại vì bạn em á hay đeo len mà đi với em thì em chạy rất là nhanh. Thì mà đi đeo len là chạy nhanh thì nước nó sẽ bị chảy ra nhiều quá, bị rác á. Nên là bạn em xài cái loại mà mascara chống trôi á. Chính xác. Thì đó luôn, gai luôn. Thì ra là cái cô Trân đó là đeo là... cái len. Thì ra là người ta đi mua mascara cho cô. Dạ. Một ngày đó cô sẽ khóc nữa. Cô chờ đó. Rồi. Khi yêu, các cô gái thường muốn chàng trai dẫn đi ăn cái gì? Ăn cái gì hả? Ăn món ăn cái gì? Gì? Khi dạ. yêu, các cô gái thường muốn chàng trai dẫn đi ăn thì... món gì? Cũng giống như đó thì bạn nhanh lên, đó nhanh lên, lần em ngồi xe em chở bạn đó em hỏi ăn cái gì giờ mày? Cái này nó nói gì? Dạ. Ăn cái gì? Ủa, yêu nhau mà cái mày tao à? Dạ, mày tao là tới một cái độ gọi là thân mật lắm mà đứa chú. Của em cuối cùng là ăn gì cũng được. Chính xác. Anh ơi, đây là một cái định mệnh anh. Sao vậy? Trời ơi, em bây giờ mới biết là tên bạn gái là Trân mà đúng không? Chương trình biết trước hết. Ơi con này luôn. Dạ. Đây, có bạn tên Trân nè. Cô Trân à. Trời ơi, cô Trân ơi, cô Trân à. Cô tên Trân thiệt nha, chị không đùa đâu. Đây. Đâu, cho em coi. Trân là bạn gái em á. Trân. Bạn gái em Trân đi mua hoa giả gọi là gì? Hả? Bạn gái em á. Bạn gái em đi mua hoa giả gọi là gì? Trân đi mua giả Trân. Chính xác. Cô Trân à. Thì ra cô chỉ là đồ. Thì ra cô chỉ là đồ giả thôi. Giả Trân mà thôi. Ca sĩ nào nhỏ nhất Việt Nam? Ca sĩ nào nhất nhỏ nhất Việt Nam? Dạ là cái chị đó là fan của em, Trần Huyền My, 19 tuổi. Cái gì vậy? Ờ, là Trần Huyền My thôi chị. Ok, câu chính xác. Trời ơi. Ủa, em đuổi chị đó. Min, minimum, chúng tôi chỉ nói là nhỏ nhất Việt Nam. Min là nhỏ, minimum á. Em nghe chị Harry đọc là nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Nhỏ nhất, chị nói nhỏ nhất. Em về nhà em coi lại đi. Dạ, 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 dạ. Cô Trân à, rồi. Cô nên xem lại cách lựa chọn đàn ông của mình, cô Trân à. Trong bài hát Đom Đóm của Jack có bao nhiêu từ đom đóm xuất hiện trong lời bài hát? Bao nhiêu? Jack bao có nhiêu? Bao nhiêu từ đom đóm trong đó? Dạ, một. Một, không chính xác. Đáp án là có lớp nào không có. Không thấy. Không có từ nào đom đóm nào hết nha. Rồi mà con không thấy. Rồi, trong bài hát Con Chim Vàng Khuyên, Chim Vàng Khuyên hỏi Chim Hỏa Mi điều gì? Chim Vàng Khuyên hỏi Chim Hỏa Mi điều gì? Chứ trong bài hát hả? Đúng rồi đó, trong bài hát. Trong bài hát, Chim Vàng Khuyên hỏi Hỏa Mi điều gì? Là bạn ơi bạn đi đâu vậy? Trời ơi. Ok. Bạn ơi bạn đi đâu vậy? Không chính xác. Đó là vậy? Không có Chim Hỏa Mi trong bài hát. Chú Chim Vàng Khuyên. Và câu hỏi: vì sao chàng trai lùi bước về sau để thấy cô gái rõ hơn? Tại vì không nhìn gần lên quá không thấy. Trời ơi. Gần quá không thấy à? Dạ không. Phải đi xa mới thấy gọi là bệnh gì? Dạ. Ủa con tưởng là do người phụ nữ ở sau lưng chứ. Và đáp án không chính xác. Đáp án của chương trình là chàng trai bị viễn thị. Rồi. Lượt này là coi như là mình thắng giòn giả rồi. Kính thưa quý vị, lần này Trí đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Nói chung là đội mình chiến thắng, còn đội mình thì không chiến thắng. Ra về với phần thưởng là 12 triệu đồng. Với sự xuất sắc của Trí, nhờ có Trân mà Trí xuất sắc vượt qua tất cả, mang về chiến thắng cho đội và chúng ta bước vào vòng đặc biệt. Ở dòng này là dòng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút thì các bạn sẽ nhận được là 60 triệu đồng. Luật chơi đơn giản. Chúng ta từng người một
đập tay giành quyền trả lời. Không biết có thể nhắc nhau, đừng giành lượt, bởi vì giành lượt sẽ không được tính. Là Thịnh là trước, sau đó là Vi, sau đó là Trí. Rất đơn giản thôi, từng người. Không biết thì nhắc, thoải mái, đừng giành lượt. Câu hỏi tuần này đã hỏi rất nhiều lần trên chương trình Nhanh Như Chớp. Vậy là địa lý. Không, trái cây. Trái cây. Trái cây một hạt. Trái một hạt. Hãy kể tên 20 loại trái cây chỉ có một hạt. Bắt đầu. Trái cốc. Cốc. Bơ. Trái xoài. Chôm chôm. Nhát. Trái nhãn. Trái nhãn. Nhãn. Trái 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 vải. Rồi. Trái cherry. Cherry. Mơ. Trái 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 gì nhát nhát nhát. Trái một hạt, một hạt, một hạt. Trái trái táo. Trái táo. Trái nhiều. Trái bơ. Cái bơ. Sấu. Trái. Có trái nhãn và vải thì phải có cái gì nữa? Trái mồng bon. Mồng bon nhiều hạt. Vải trái gì ta? Trái trái gì, trái gì? Có lên đại đại đi trái trái gì ta? Một hàng, một hàng. Chôm chôm. Trái chôm chôm, chôm chôm. Chôm chôm. Trái gì hấu? Hết giờ rồi. Chúng ta có câu hỏi là hãy tìm những trái một hạt. Và cuối cùng Trí đưa trái một nùi hạt. Chúng ta chờ xem đáp án. Thưa quý vị thân mến, 60 giây là một thời gian ngắn. Và áp lực thời gian đó làm cho chúng ta quên đi mọi thứ. Các em đã rất cố gắng rồi. Cũng ăn nhiều loại trái cây chứ. Dạ. Ăn dưa hấu luôn mà. Vâng. Quá trời. Mang về được tất cả là 10 đáp án chính xác. Thôi thì hôm nay là lần đầu tiên bỡ ngỡ đến với chương trình, coi như là một kỷ niệm với chương trình. Và chúng tôi cũng xin kỷ niệm với các bạn 18 triệu đồng. Rồi sau đêm nay mình về, các bạn trong trường sẽ hỏi: ủa đi thi sao? Thấy ông già ông lùn không? Đó. Rồi thấy chị Harry đẹp không? Rồi trả lời sao? Dạ, con nói là chị Harry rất là đẹp, chú Nhan cũng rất là đẹp. Còn con mang dây độn nên đứng nó hơi... gấp hơi lơ lửng. Không, con bình thường nó cao hơn chú rồi, khỏi bình thường con nha. Bé gái sao thẹn thùng vậy? Dạ, tại lần đầu tham gia hơi run. Có bạn trai chưa? Dạ chưa. Ở cái mặt xinh vậy mà chưa có hả? Có con gái chưa? Dạ chưa luôn. Chờ gì nữa? Trời ơi, trùng hợp quá. Trùng hợp, trời ổng rảnh nha, trùng hợp quá ha. Đó, đâu thả thính gái thử coi. Thả thính. Thả thính hả? Dạ chỉ cho gái là chỉ cho chị nè. Bây giờ vô chuẩn bị 2, 3 xích qua thằng trai, xích qua bây giờ em chỉ đi với Trần rồi. Đây nè, đây nè, quá hiểu hả? Đại đứng xa ra. 2, 3 đi qua nha, đừng có nhìn mình như vậy. Vi đứng im. Vi đứng im. 2, 3 biết tới đi làm đi, đi lại. 2, 3 hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi gì? Biết tôi về làm gì không? Đi vòng vòng chứ làm gì? Tôi đi vòng quanh thế giới du lịch á. Tôi đi vòng quanh thế giới du lịch á. Tôi đi vòng quanh thế giới du lịch á. Chán ghê á. Chết té luôn. Anh chỉ là đi vòng vòng đi. Dạ. Xong cái em mới hỏi là bà hỏi tôi đi vòng vòng làm gì đi. Bà ổng đi xong chưa hỏi, ổng có kêu hỏi đi. Có kêu nó hiểu gì đâu. Cái kêu hỏi gì đi gì vậy? Thì phải trả lời là anh vừa đi vòng quanh thế giới của anh. Ông nói cái đó là tại vì tôi đi thế giới du lịch. Đó, sự ngây thơ. Đó, dễ thương. Cảm ơn các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin gặp lại. Mong là anh Giang có thể đưa em lên. Không, đưa em lên là người khác đưa. Chứ anh không đưa em lên được. Không cản, em phải tự đưa em lên. Dạ. Cách trả lời những câu hỏi của chương trình. Thôi em coi vậy thôi chứ em không có trả lời, em không tính. Coi thì coi thôi chứ không trả lời. Dạ, coi cho vui thôi hả? Dạ, coi cho cười thôi. Coi cho cười thôi. Coi cho cười thôi, bây giờ mọi người cũng ở dưới đây chuẩn bị cười nè.
MC nào có thể rap bố chữ? Chắc nhỏ rớt rồi. Là một nhân vật đó là tên vậy luôn á. Thật ra nếu mà anh không biết nha. Điên vào chỗ trống câu sau. Điền em ơi, điền không có điên. Sai. Điền, 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 điền.